Hôm nay mình nhận cây Electone mới tinh từ Yamaha chuyển qua. Hàng chính hãng Việt Nam phân phối. Giờ chuẩn bị mình đi giao cây ELB-02. Thì cái cây này là cây Electone đời mới mới nhất hiện tại. Lát họ làm cái clip đập thùng ha. Giờ mua ly cà phê để đi cuộc tàu cho nó tỉnh táo. Đây rồi. Cảm ơn con. Tới Vũng Tàu các bạn ơi. Nhà thơ đẹp quá. Thank you.
lại chuyện ngày ba.